loại thực vật và nguồn gốc cây trồng. Ở bài này, cô chia làm hai phần chính, một là mã khái niệm sơ lược về phân loại thực vật và nguồn gốc cây trồng. Ở một la mã, chúng ta tìm hiểu 3 vấn đề. 1. Phân loại thực vật là gì? Các bậc phân loại, các ngành thực vật. Phần 2 la mã nguồn gốc cây trồng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cây trồng bắt nguồn từ đâu, cây trồng khác cây dại như thế nào và muốn cải tạo cây trồng tốt, chúng ta cần phải làm gì? Ở trong bài, các bạn sẽ thấy có các slide có hình bàn tay cầm viết. Các em thấy hình đó nhớ ghi vào trong tập nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào bài. Ở sinh học 6, các bạn đã học qua các nhóm: nhóm tảo, nhóm rêu, nhóm dương xỉ, nhóm hạt trần và nhóm hạt kín. Chúng hợp lại thành giới thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều cây có hình dạng khác nhau. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. Ở trên hình là hai nhóm thực vật, nhóm tảo và nhóm hạt kín. Ở nhóm tảo, các bạn quan sát thấy có tảo vòng ở nước ngọt, tảo rau diếp biển ở nước mặn, rau câu ở nước mặn, tảo sừng hươu ở nước mặn, tảo tiểu cầu ở nước ngọt và tảo silic ở nước ngọt. Như vậy, các bạn thấy rằng chúng có gồm có một hoặc nhiều tế bào, có cấu tạo đơn giản, có màu sắc khác nhau, tuy nhiên thì luôn có chất diệp lục và sống ở môi trường nước ngọt. Ở hạt kín, các bạn quan sát thấy có rễ, thân, lá, có hoa, quả, hạt. Vậy, chúng ta kết luận được rằng giữa các nhóm tảo với nhau hoặc các cây hạt kín với nhau lại có sự giống nhau về cấu tạo cơ thể và sinh sản. Chúng ta quan sát giữa tảo và hạt kín thì tảo có cấu tạo rất đơn giản, có thể là một hoặc nhiều tế bào. Nhưng đối với hạt kín thì các cây này đã có đủ rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. Như vậy, giữa tảo và hạt kín có rất nhiều điểm khác nhau. Như vậy, các em thấy rằng giữa tảo và thực vật, người ta rất dễ dàng phân loại chúng vì nó có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, giữa nhóm tảo với nhau hoặc những hạt kín với nhau thì người ta rất khó phân biệt. Cô lấy ví dụ ở hạt kín. Để tìm hiểu các hạt kín này làm sao cho chính xác thì người ta phải phân chúng thành những cái nhóm nhỏ hơn và họ tìm những cái đặc điểm như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa để xếp chúng. Ở đây người ta chia thành lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm để dễ phân biệt. Vậy thì phân loại thực vật là gì? Phân loại thực vật là tìm hiểu những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại. Vậy thì mục đích của phân loại thực vật là gì? Mục đích của phân loại thực vật là để tìm hiểu, xác định, miêu tả, xếp loại và đặt tên thực vật cho nó chính xác và đúng để những cái người khác, những cái em học sinh chúng ta dễ dàng học hơn, dễ dàng phân biệt được hơn. Chúng ta đi sang phần 2, các bậc phân loại. Người ta đã chia giới thực vật thành các bậc phân loại từ cao tới thấp theo các trật tự sau: ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Ngành là bậc phân loại cao nhất. Trong ngành có nhiều lớp, trong lớp có nhiều bộ, trong bộ có nhiều họ, trong họ có nhiều chi và trong chi có nhiều loài. Vậy thì loài là bậc phân loại cơ sở. Cô lấy ví dụ, ngành chúng ta học là ngành rêu, ngành hạt trần, ngành hạt kín. Lớp có lớp 1 lá mầm, lớp 2 lá mầm. Bộ có bộ gừng, bộ hành. Họ có họ hoa hồng, họ cam. Chi có chi dứa, chi mận. Loài có loài dứa, loài cau. Trong thực tế, các bạn sẽ thử thấy có từ nhóm. Từ nhóm này không được sử dụng chính thức. Vậy thì loài là bậc phân loại cơ sở. Loài là tập hợp các cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng và cấu tạo. Chúng ta cùng nhau sang phần 3, các ngành thực vật. Ngành tảo, chúng ta gặp các đại diện: tảo vòng ở nước ngọt, rau diếp biển ở nước mặn, rau câu ở nước mặn, tảo sừng hươu ở nước mặn, tảo tiểu cầu ở nước ngọt và tảo silic ở nước ngọt. Đặc điểm của ngành tảo này là thực vật bậc thấp, chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước là chủ yếu. Tuy nhiên, theo sinh học hiện đại, các nhà khoa học sẽ tách tảo ra khỏi nhóm thực vật. Do vậy, cái phần tổng kết về sau, cô sẽ không xếp ngành tảo vào trong các ngành thực vật,
Ngành rêu. Ngành rêu chúng ta học 3 đại diện: rêu súng, rêu tản, rêu tường. Đặc điểm của ngành rêu đó là rễ giả, lá nhỏ, hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt. Ngành dương xỉ có cốt cắn, rau dớn, tổ chim. Đặc điểm của ngành dương xỉ là có rễ thật, có mật dẫn, thân lá đa dạng. Ngành hạt trần đại diện thông, hoàng đàn và vạn tuế. Ở đây các bạn thấy rằng cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm lộ trên các lá loãn hở. Ngành cuối cùng là ngành hạt kín. Chúng ta gặp các đại diện hoa lan, hoa súng, dâu tây, cà chua, mướp. Đặc điểm của ngành hạt kín là có hoa, có quả, có hạt và hạt được quả bao bọc. Như hồi nãy cô có nói là sinh học hiện đại người ta xu hướng là sẽ tách tảo ra khỏi nhóm thực vật. Do vậy ở đây cô cũng theo cái xu hướng của các nhà sinh học hiện đại thì cô chia lại giới thực vật. Giới thực vật gồm có thực vật đã có rễ, thân, lá, sống chủ yếu trên cạn. Ở giới thực vật này chúng ta gặp ngành rêu có rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt. Ngành dương xỉ có bào tử, rễ thật, lá đa dạng, sống ở nhiều nơi khác nhau. Ngành hạt trần có nón, có hạt, rễ thật, lá đa dạng, sống ở nơi khác nhau. Ngành hạt kín có hoa, quả, hạt, rễ thật, lá đa dạng, sống ở nhiều nơi khác nhau. Trong ngành hạt kín, người ta chia ra làm hai lớp, lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Có rất nhiều đặc điểm để chia thành hai lớp này, tuy nhiên người ta dựa vào đặc điểm chính đó là số lá mầm có ở trong phôi. Phôi có một lá mầm xếp vào lớp 1 lá mầm và phôi có hai lá mầm được xếp vào lớp 2 lá mầm. Như vậy, ở phần 1 la mã, khái niệm phân chia giới thực vật, các bạn cần phải nắm những ý chính sau đây. Phân loại thực vật là gì? Là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại được gọi là phân loại thực vật. Các bậc trong phân loại thực vật gồm có ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Các ngành thực vật được chia ngành thành ngành tảo, ngành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần và ngành hạt kín. Mỗi một ngành đều có những cái đặc điểm mà cô đã tổng kết ở sơ đồ phần 3 nhỏ. Các bạn cần phải học kỹ. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 la mã nguồn gốc cây trồng. Trong phần nguồn gốc cây trồng này, các em cần nắm được 3 nội dung chính. Cây trồng bắt nguồn từ đâu? Cây trồng khác cây dại như thế nào? Và muốn cải tạo cây trồng, chúng ta cần phải làm gì? Một nhỏ, nguồn gốc cây trồng. Từ xa xưa, đặc biệt là thời Nguyên Thủy, con người chưa biết trồng cây mà chỉ biết thu nhặt quả, hạt, củ ở những cây dại sống ở ven rừng về làm thức ăn. Sau đó, họ thấy những cái rau củ quả dại này ngon, ngọt, họ giữ lại hạt giống và để gieo trồng. Cuối vụ mùa, họ thu hoạch được. Như vậy là có cây trồng như ngày nay. Vậy thì, nguồn gốc cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Trên hình các em thấy cây lúa dại, bông ít, hạt bé, thưa, khi gieo trồng tạo thành lúa, hạt to, chắc, khỏe, mẩy, nhiều bông. Như vậy, cây được trồng nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. Phần 1 nhỏ, cây trồng bắt nguồn từ đâu? Các em cần phải nhớ, cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Chúng ta cùng nhau sang phần 2, cây trồng khác cây dại như thế nào? Từ cây cỏ cải dại ban đầu, các bạn thấy rễ ngắn, lá bé, nhỏ, hoa ít, màu vàng. Từ cây cải ban đầu, người ta muốn lấy rễ đã tạo thành củ cải trắng.
Muốn lấy hoa đã tạo thành hoa súp lơ, muốn lấy lá tạo thành bắp cải và muốn lấy thân tạo thành củ su hào. Trên hình là cây chuối dại. Các em thấy buồng nhỏ, chuối bé, chát, quả ít. Khi được gieo trồng thì một buồng có rất nhiều nải, quả to, tròn, nhiều quả. Các em hãy quan sát một số cây trồng sau. Ban đầu từ cây cải dại, lá rất nhỏ, màu xanh, ăn chát. Sau đó người ta lai tạo thành bắp cải, sử dụng lá ngon, ngọt. Hoa ban đầu là hoa cải, nhỏ, bé, màu vàng. Và người ta đã lai tạo để sử dụng thành cây súp lơ sử dụng hoa. Hoa có thể màu trắng hoặc màu xanh. Từ thân chát, bé, khi thành cây trồng, tạo thành cây su hào thì quả thân ngọt. Cây lúa dại, hạt bé, ít. Khi thành cây trồng thì hạt to, nhiều bông, chắc, khỏe. Từ hoa hồng dại ban đầu, cành nhiều gai, bé, hoa có một màu. Thì khi lai tạo, tạo thành các giống hồng như ngày nay, các em thấy rằng hoa hồng có rất là nhiều màu, cành mập, ít gai, hoa có hương thơm. Qua những ví dụ trên, các bạn thấy có sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại và cô tổng hợp bằng bảng sau. Cây chuối, bộ phận sử dụng là quả. Cây hoang dại, quả nhỏ, chát, nhiều hạt. Cây trồng, quả to, ngọt, không hạt. Lúa, bộ phận sử dụng là hạt. Cây hoang dại, hạt nhỏ, ít hạt, chất lượng kém, số loài ít. Cây trồng, hạt to, nhiều hạt, chất lượng tốt, số loài nhiều. Hoa hồng, bộ phận sử dụng là hoa. Cây hoang dại, hoa nhỏ, ít cánh, ít màu sắc, số loài ít. Cây trồng, hoa to, nhiều cánh, nhiều màu sắc, số loài nhiều. Cây cải, bộ phận sử dụng là rễ, thân, lá, hoa. Kích thước loài nhỏ, chất lượng kém, số loài ít ở cây dại. Cây trồng đều có kích thước to, chất lượng tốt và có nhiều loại. Vậy, có sự khác nhau đó là do con người cải tạo và chăm sóc. Các bộ phận được sử dụng ở cây trồng có kích thước lớn, chất lượng tốt, năng suất cao. Ở phần 2, cây trồng khác cây dại như thế nào? Các em mở tập ra ghi. Cây trồng khác cây dại là các bộ phận ở cây trồng được con người sử dụng có kích thước lớn, chất lượng tốt, năng suất cao. Cây trồng có nhiều loại phong phú hơn cây dại. Và tùy theo mục đích sử dụng mà từ một cây dại ban đầu, con người đã lai tạo thành nhiều thứ cây trồng khác nhau, khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng. Ba nhỏ, muốn cải tạo cây trồng tốt cần phải làm gì? Từ giống cà chua Ba Lan, ít quả, quả nhiều hạt, ít thịt quả, người ta gây đột biến, tức là cải biến đặc tính di truyền của giống cây, tạo thành giống cà chua Hồng Lan, nhiều quả, quả ít hạt, nhiều thịt quả. Ngày nay, người ta có thể nhân giống cây trồng bằng kỹ thuật di truyền, tức là cải biến đặc tính di truyền của giống cây bằng cách lấy mô phân sinh ở cây hay còn gọi là mô non, sau đó nuôi trong ống nghiệm trong môi trường đặc biệt, thì mô non này sẽ phân chia nhiều lần để tạo thành cây non. Cây non này khi đem gieo trồng có chất lượng tốt, có thể tiến hành phương pháp khác bằng cách lai giống cây. Từ giống ban đầu là MO17, hạt bắp ngắn, hạt ít. Khi đem lai, ta được cây lai, thân cây cao, lớn, to, khỏe. Và hạt bắp thì to hơn, kích thước lớn hơn, hạt đều, bắp ngon hơn so với cây ban đầu. Chọn giống cây trồng là chọn những cây tốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng để làm giống.
Ví dụ, người ta chọn giống lúa tốt, chọn giống gừng tốt, chọn giống ngô tốt và chọn giống cây ăn quả trái mùa tốt. Sau đó sử dụng hạt của những cây này để làm giống cho vụ mùa sau. Một phương pháp mà nhân dân ta thường hay làm đó là nhân giống bằng cách dâm cành. Chúng ta sẽ chọn cành nào chúng ta ưng ý, to, khỏe, sau đó dâm vào môi trường đất ẩm. Sau một thời gian, cành đó sẽ phát triển thành cây con mới và chúng ta mang gieo trồng. Hoặc đối với cây ăn trái, chúng ta thường chiết cành. Đối với cây hoa hồng, thường ghép mắt. Khi chúng ta có giống cây tốt rồi, nhưng khi gieo trồng, chúng ta không làm cỏ, tưới nước, bón phân thì sẽ không cho năng suất tốt. Vậy, không thể thiếu được khâu chăm sóc cây trồng. Có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để cây trồng bộc lộ hết những tính trạng tốt. Như vậy, năng suất sẽ cao và đạt hiệu quả như mong muốn. Muốn tạo được cây trồng, cần phải chú ý. Các bạn lấy giấy ra ghi. Cải biến đặc tính di truyền, lai giống, gây đột biến. Chọn những cây tốt để làm giống. Nhân giống bằng cách hạt, chiết cành, ghép cành, vân vân. Ngoài ra chúng ta cần phải chăm sóc như tưới cây, bón phân, diệt cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh. Một số thành tựu mà con người đạt được trong thập niên qua, người ta tạo ra giống táo mà để 15 ngày ở bên ngoài không sử dụng chất bảo quản, không bị hư, tạo ra giống sầu riêng không hạt, tạo ra giống dâu tây, quả to, ngọt, cà chua, quả to, tròn, ngọt, ít hạt, thịt nhiều. Ngoài một số cái loại quả trên thì người ta có thể lai tạo ra những cái giống bưởi không hạt, nhãn không hạt, dưa hấu không hạt và thị trường rất là yêu thích. Vậy thì sau khi mà mình học xong bài nguồn gốc cây trồng thì các bạn hãy nhớ cho cô là mình cần phải có ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối ha. Ở nhà ví dụ như các bạn có trồng ở những cái cây chậu rau mầm, cây rau mầm ở trong chậu á, thì ngoài việc mà mình có giống tốt mà mình muốn cho cái cây đó đạt năng suất cao thì các bạn nhớ phải chăm sóc này, vun tưới này và bắt sâu nha. Nếu mà các bạn làm như vậy thì cây trồng của chúng ta mới đạt được kết quả tốt nhất. Như vậy, ở phần 2 la mã nguồn gốc cây trồng này, các em cần phải chú ý. Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loại cây dại ban đầu, người ta đã tạo nhiều thứ cây trồng khác nhau, tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng. Và nhờ khả năng lai tạo thực vật của con người, ngày nay đã có rất nhiều thứ cây trồng khác nhau. Phần hướng dẫn về nhà, các bạn đọc bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa. Đọc mục em có biết. Nghiên cứu và soạn bài thực vật góp phần điều hòa khí hậu. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.